Đến giờ chơi game rồi, chúng ta hãy cùng chinh phục thử thách với bạn siêu nhân xanh lá nha. Let's go. Để coi màn thử thách này chúng ta sẽ nhận là gì đây. Ok, có bạn nào tải game Thắt Kingdom Run Hero này chơi chưa? Cùng mình chơi nha. Bây giờ mình sẽ tiêu diệt 15 tên gấu bự này. Các bạn hãy cùng chinh phục cùng mình nha. Hey, nhảy lên nào, lắc qua giữa. Đúng rồi, ha ha. Được 2 tên rồi nha, lắc qua giữa. Đúng rồi, thắng chổi trái dừa kìa, mình né nha. Được 3 tên rồi, ha ha. Tiếp tục nào, nhanh lên nhanh lên. Nhảy lên nào, lắc qua phải. 4 tên, thấy mình giỏi ghê chưa. Có bạn nào tiêu diệt được cái màn này không? Có vượt qua được cái màn này không? Cùng mình comment lên nha. Được 5 tên rồi, quá hay luôn các bạn ơi. Nhảy lên, ơi trời không kịp hả? Thua một mạng rồi. Nào mình tiếp tục nha. Những tên binh lính của tên gấu rất là nhiều luôn. Mình không biết chừng nào mới tiêu diệt hết bọn chúng đây nữa. Hey, được 6 tên rồi. Quá đã, 7 tên rồi nha. Lắc qua phải nào, nhảy lên, lắc qua giữa. Đúng rồi, nhảy qua cái chân. Ở trời trời trời, vừa đâu mà quá trời vậy trời. Hey, hey, được 8 tên rồi các bạn ơi. Không biết mình có thể vượt qua thử thách này không nữa. Hồi hộp quá đi. Tiếp tục nào các bạn ơi. Nhảy lên nào, đúng rồi ha. Được 10 tên. Yeah. Ok, các bạn có biết bạn siêu nhân chó xanh lá này tên là gì không? Có thể comment cho mình biết được không nào? Nhảy lên nào. Đúng rồi, được 12 tên. 3 tên nữa thôi, 3 tên nữa thôi là hoàn thành thử thách này rồi nha. Nhảy lên nào. Đúng rồi, lắc qua bên trái, lắc qua giữa. Đúng rồi, lắc qua trái, nhảy lên nào. Cẩn thận những trái dừa. Ui trời ui, 14 tên. Một người nữa thôi, một tên nữa thôi. Đúng rồi, vượt qua rồi. Nhảy lên nào, quá ha. Hoàn thành thử thách rồi. Bum. Để coi phần thưởng là gì nha. Bạn chó xanh lá này nè. Rồi bây giờ mình tổng kết phần thưởng nha. Rất nhiều là kim cương tím nè, và tăng tốc độ nè, và vàng nha. Rất nhiều luôn, quá đã. Ok, hoàn thành nhiệm vụ và được thưởng 10 kim cương tím. Rồi bây giờ mình bước vào vòng chơi chính thức đây. Để coi, wow, đây là một thế giới băng rất là đẹp nha. Đúng là đồ họa của game này mình rất là thích luôn đó các bạn. Nào, cùng chú chó xanh lá bay lên nha. Có bạn nào biết tên của bạn chó xanh lá này không? Các bạn có chơi cái màn này chưa nào? Ok, nhảy qua bên trái, lướt qua bên phải nè. Đúng rồi, lướt xuống. Trời ơi, nhanh quá đi, chóng mặt quá đi các bạn ơi. Hey, lắc lên nào. Đúng rồi, lắc qua phải, nhảy lên nha. Lắc qua giữa, lắc qua bên trái. Đúng rồi, lắc qua giữa, lắc qua trái. Nhảy lên nào, lướt qua giữa. Đi một vòng, quá đã. Lắc qua phải, lắc qua giữa. Đúng rồi, nhảy lên. Đơn giản thôi, các bạn chỉ cần dùng một ngón tay là các bạn có thể hoàn thành cái game này rồi nha. Không có khó gì đâu. Quá đã luôn các bạn ơi. Tấn công. Wow, chờ vàng luôn. Bây giờ được 500 lượng vàng rồi. Và mình đã tấn công được một hộp châu báu của tên trộm rồi nha. Bây giờ bước vào thế giới băng giá nha. Wow, quá là đẹp luôn. Mình rất thích băng. Có bạn nào đã tận mắt chạm tay vào băng chưa? Thì qua trò game này mình có thể thấy. Ấy chỗ nó bắn cái gì vậy? Hôm nay có màn mới nữa hả? Bắn tên lửa nữa hả? Nguy hiểm chứ vậy bay. Rồi, biến hình nào. Ăn một tia sét màu tím. Iron Man xuất hiện. Nhảy qua bên trái nào. Đúng rồi, nhảy qua, lướt qua. Các bạn chỉ cần tinh mắt một chút xíu là các bạn có thể hoàn thành cái màn này nha. Ê, trời ơi, xém nữa là thua rồi. Quay ra, nào bay lên nào. Chọn một cái đi. Rồi, anh chàng chó màu xanh lá của chúng ta sẽ bước ra bãi biển màu tím và chiến đấu với tên trộm để lấy hộp châu báu số 2 nha. Lướt xuống, đúng rồi, hay quá đi bạn ơi, bạn thật là nhanh đó. Rồi, lắc qua bên phải, cẩn thận những chiếc xe buýt đang chạy qua chạy lại, lạng qua lạng lại giữa đường kìa mà không có một chút cảnh sát giao thông nữa nè, là sao mình không hiểu luôn đó. Rồi, lướt xuống, đúng rồi, hay quá đi, nhảy lên nào, hú hú, hay quá, nhảy lên nào, hú hú. Lắc qua bên phải, đúng rồi, nhảy lên. Yeah, lắc qua bên trái nào. Ồ, lắc qua giữa, đúng rồi. Xém nữa là thua rồi nha. Ui, cái màn này càng ngày càng nhanh và khó đó nha các bạn. Không có đơn giản nha. Ok, các bạn nhớ tinh mắt chú ý những cái đèn hiệu của chiếc xe buýt nha. Rồi, ok, mình chuẩn bị vượt qua được cái màn này nè. Rồi, bây giờ mình ăn cái hộp châu báu của tên trộm này được. Đó, thêm một hộp châu báu nữa, xuất sắc quá đi. Trở về thế giới băng này nha. Ok, rồi, lắc qua phải nào. Tiêu diệt một tên đồng phạm. Rồi, lắc qua phải, lắc qua trái.
Đơn giản vậy thôi nha. Đây 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 đây, một cái trội không tiêu diệt hắn kịp, tức quá đi. Ok, lướt xuống nha. Đúng rồi, quay hả mày, mày quay hả mày. Lướt xuống, đúng rồi, lắc qua phải, lắc qua giữa. Cẩn thận, cẩn thận. Ăn được một 500 màu xanh lá. Màu xanh lá có vẻ rất là nhiều trong cái game này ha. Ok, tấn công, quá hay luôn. Rồi, rất nhiều vàng đã được hút về mình nhờ nãy mình ăn cái 500 màu xanh lá đó đó các bạn. Cũng đơn giản mà, đúng không? Ok, lắc qua trái, cẩn thận chui vô hang nào. Đó. Có bạn nào chơi cái màn này chưa? Các bạn có cảm nhận như thế nào về game này? Các bạn có thể comment cho mình biết được không? Và bay lên nha. Wow, được bay lên trời rồi. Trên bầu trời thì có những cái nhà cao tầng rất là cao, và bên trong chúng là những cái đám mây rất là nhiều mây luôn. Ok, bắn nào. Lướt xuống, đúng rồi. Chuẩn bị nha, lắc qua bên giữa nè. Lướt xuống, đó. Lướt xuống tiếp. Wow, có nhiều chướng ngại vật ở trên trời dưới vậy ta. Có bạn nào phụ mình dẹp những chướng ngại vật này không? Thể comment cho mình biết nha. Nhảy lên, ok. Từ bữa đến giờ có bạn nào tải trò game này và chơi thử chưa? Chơi đến màn nào rồi và mở khóa được nhân vật nào rồi? Có thể comment cho mình biết được không nào? Ok, rồi, lắc qua bên phải nha, lắc qua giữa. Rồi, ok, lắc qua bên trái. Lướt lên nào, lướt xuống. Và chúng ta chui vào sào huyệt của con gấu nào. Wow, bây giờ mình sẽ tiêu diệt bọn đồng bọn của chúng nè. Những tên lính rất nhiều, gấu bài lung tung lang tang ta bắt về sở hữu hết. Ok, chuẩn bị nè. Ra khỏi cái miệng con gấu rồi. Bây giờ trở về bầu trời và ăn rất nhiều lượng vàng. Được 1600 lượng vàng rồi các bạn ơi. Kìa kìa kìa, tên trùm đang ở trước kìa. Hình như không phải là tên trùm đâu. Đây là một tên giống như quản lý của tên trùm vậy đó. Ok ha. Rồi bước vào, chúng ta sẽ tổng kết những phần quà hôm nay nha. Rất nhiều quà. Rồi, anh chàng ơi, chúng ta sẽ đi làm sạch thành phố nào. Ok, haha. Đây là một thành phố kim tử tháp, là hôm qua mình đã dọn sạch rồi. Bây giờ đến đâu nữa đây? Bây giờ đến thành phố của chàng sư tử nha. Đã bị đồng bọn của tên tội phạm gây náo loạn và làm dơ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng ba chàng siêu nhân dọn dẹp sạch thành phố này nha. Tăng tốc nào. Có bạn nào dọn được cái thành phố này chưa? Có thể comment cho mình biết được không nào? Đẹp quá đi. Ôi, chúng đang làm gì thành phố của tôi vậy? Phá nát những bức tường, quăng rác bừa bãi kìa, và xả chất thải xuống dòng sông rất là dơ bẩn luôn. Và chúng đang đốt cháy sau bức tường kìa, khói bốc lên cao rồi các bạn ơi. Và núi lửa chuẩn bị phun trào nữa kìa, quá nguy hiểm luôn. Chúng ta phải nhanh chân và dọn sạch cho thành phố này nha. Được 1/3 đoạn đường rồi, nhanh lên nào các bạn ơi. Thôi là không kịp đó. Các bạn ơi nhớ comment ủng hộ cho các bạn của mình nha. Yeah, có bạn nào đã mở khóa được bạn chó xanh lá này chưa, bạn chó xanh dương này chưa, và bạn mèo nâu này chưa nào? Ok, haha. Rất là hay luôn. Bây giờ chúng ta đã dọn được phần bên phải rồi nha. Đây là thế giới băng mà cũng bị bọn gấu phá nữa, thấy chưa? Đó, dọn sạch sẽ đi nào. Thấy chưa? Sạch sẽ liền. Yeah, tiếp tục nào. Nhanh lên. Kẻo không kịp. Hôm nay không biết chúng ta có cứu được bạn nào không, hay là đã mở khóa hết tất cả nhân vật rồi, nhưng cũng chưa biết nữa. Bây giờ mình cứ thử đi là sẽ biết nha. Yeah, ok, sạch được dòng sông băng rồi. Bây giờ đến cái gốc tượng cuối cùng nè, và ngọn núi lửa đang phun trào. Có bạn nào nhà ở gần núi không? Các bạn có thấy núi lửa bao giờ chưa? Ok, rồi, bây giờ mình sẽ làm sạch núi lửa nha. Chúng vẽ bậy lên núi kìa, tức quá đi. Từ núi lửa đã chuyển thành núi băng rồi. À ha, bây giờ dọn sạch này nha. Yeah, ok. Ha ha, hay quá đi bạn ơi. Ok, núi lửa đã được làm sạch rồi. Bây giờ đến tượng của chàng sư tử rất là điển trai của chúng ta. Bây giờ đến mạng cuối cùng nào. Ba chàng hiệp sĩ sẽ dọn sạch nha. Tượng của chàng sư tử sẽ đẹp lên trở lại. Đúng rồi nè, đẹp chưa? Yeah, hoàn thành nhiệm vụ rồi các bạn ơi. Ha ha, tên trùm lại xuất hiện. Được rồi, ta sẽ tấn công mi đây. Let's go. Siêu nhân màu xanh lá cây ơi, ra trận nào. Đây, thế giới băng. Và tên trùm lại xuất hiện nữa. Rất là khó nha cái màn này. Nhảy lên nhảy xuống rất là phải nhanh nha các bạn. Nó sẽ tăng tốc gấp đôi bình thường đó. Lắc qua lắc lại, khó quá đi các bạn ơi. Lắc qua lắc giữa. Trời, nhảy lên, đúng rồi, không kịp. Trời ơi, nguy hiểm quá các bạn ơi. Có bạn nào vượt qua được cái màn này chưa? Và hắn chuẩn bị bay lên cao nè. Mày không thoát khỏi ta đâu nha. Hãy coi siêu nhân xanh lá làm gì nha. Bạn siêu nhân xanh lá này tên là gì ta? Mình vẫn chưa biết tên đó các bạn ơi. Tấn công cái động cơ máy bay của hắn, phá hủy
nào. Wow, động cơ bên trái đã bị phá hủy. Bây giờ động cơ bên phải nha, bấm liên tục vô màn hình nha. Không kịp rồi, hắn chạy thoát rồi. Làm lại một lần nữa nha. Ok, nhảy lên, đúng rồi, lắc qua phải, lắc qua trái, đúng rồi, lắc qua giữa, lắc qua... Trời ơi, nhanh quá đi, không kịp nói chuyện với các bạn luôn đó. Ây, màn này rất dễ bị hy sinh đó nha các bạn. Nhảy lên nào, đúng rồi, chàng siêu nhân xanh lá này có vẻ là khá nhanh nhẹn đó các bạn ha. Có đầy đủ kỹ năng luôn. Bây giờ lên lại một lần nữa nha. Mình sẽ thu thập cái tên trùm này. Ok, ha ha, mày không chạy thoát đâu. Cối đây, cha. Rồi, quýnh lộn nào, cha. Trời, hai đứa quýnh nhau kìa, ghê chưa. Thắng rồi các bạn ơi. Yeah. Ồ, hoàn thành nhiệm vụ rồi nha. Rất là xuất sắc. Và mình ăn được một hộp châu báu màu tím liệm tìm sim. Ok, hoàn thành nhiệm vụ rồi, xuất sắc quá bạn chó xanh lá ơi. Rồi, làm một bát đẹp trai để chào kết hôm nay đi nào. Quá đẹp luôn, cảm ơn bạn nha. Để coi hộp châu báu màu tím này là gì. 20.000 lượng vàng, quá đã. Mình được một bộ áo giáp cho nàng mèo nữa, tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi màn chơi game hôm nay. Các bạn nhớ subscribe kênh của mình và comment để mình trả lời các bạn nha. Comment vô nha, cảm ơn các bạn.